các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi thơ mò nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp thơ mò. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu tím. Non đã thì dùng đồ vàng để gành đấy. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Khó lắm, không dạy được. Học chương trình kiểu gì làm có bài toán lớp 3 nha, giải chồng chị giải cũng ra kết quả đấy, nhưng mà gửi cô giáo kiểu hướng dẫn con, xong cô giáo vẫn bảo là làm sai ấy, vãi luôn. Đài bà cô giáo không biết đấy mà cô giáo giáo tinh phải vừa dạy nó vừa học thêm đấy. Thằng lớn nhà chị là học tất chương trình mới luôn, từ lớp 1 đến lớp 12. Bá ảo luôn. Kết học sách cải cách mới. Học tiếng Việt nên giờ nó cứ kiểu gì. Nên là đọc dạy lên được lúc lên lớp 1, sau lên lớp 2, lớp 3 có dạy được nữa đâu. Giờ chứ có dạy đâu, để tự nhiên kệ nó tự học đấy. Lúc nào bài nào khó quá bảo bố nó ấy rồi. Chị học tốt nên là chị
24. Giờ nó lại chia theo kiểu như cái bọn bọn 2K mấy nhỉ? Giờ cái bọn nó là học lớp 8 á. Hay lớp 7 nhỉ? Là chúng nó học chương trình mới. Xong rồi đến lúc đến đã thời con là đến con là dạy lại học chương trình mới luôn. Đó, nó học. Sách thì mua liên tục mà. Vậy là mình đã tôi mong xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thơ mò nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu cam. Bây giờ cũng thấy luôn rồi. Bây giờ là như trước đấy là chỉ học chỉ thi toán với tiếng Việt thôi, nhưng bây giờ nó thì nó phải thi cả tiếng Anh rồi đấy. Khỏi bọn em nó phải thi hiểu bây giờ. Ba môn đấy nó một quan trọng. Thì bốn môn thì một môn quan trọng. Trước bọn em thi ba môn, toán văn Anh thì bốn môn. Bãi, giỏi thêm một môn nữa. Tức là em học trường sắp sửa là các bạn. Vâng. Còn học lớp chọn nó đầy đứa học giỏi học lớp chọn đấy nhỉ. Trường sắp tới nhiều phần lớp lớp chọn, lớp gần chọn, lớp thường các kiểu. Thế nữa. Lớp chọn ba lớp chọn. Ở lớp chọn giỏi nhất. Ừ. Đưa cháu thì nó học lớp chọn lắm. Học ví dụ bảy lớp này. A1, A2, A3 lớp chọn, A1 chọn nhất, A2, A3. Kia nó học A1 đấy, con này nó học giỏi. Nó học tinh đến tận trắng. Nhưng mà ấy thế phải học giỏi cơ, không đứa nào ấy áp lực lắm, não đảo thật. Có đứa nó tự kỷ nhỉ, nó trầm cảm vì vì học nó áp lực quá, xong bố mẹ lại cứ áp đặt nữa, nhảy lầu luôn, như lại nhảy cầu sợ quá. Qua về còn dị mẹ, con cho mẹ xem này, mẹ đừng chửi con. Bài thi kiểm tra nhưng mà thi thử thôi, toán 8 điểm nữa mà. Thế sao bảo thế, trước tận kiểu trước nó học được toàn 9-10, giờ nó học kém hơn rồi. Thế nó bảo giờ thế là được rồi mẹ. Lớp 4 có 8 điểm. Ngày mai lên lớp cấp 3 là 2 điểm. Nó bảo là học thế là được rồi. Thằng anh nhà bác đó thì lúc cấp 1 học giỏi lắm, đến lớp cấp 2 nha thì toán mới ấy được 45 thôi. Mới vẻ mẹ bố mẹ bảo thế sao được 45, nó bảo cướp lên cấp 2 ấy 5 điểm là may rồi. Đừng có giờ phải phép 5 điểm bằng nhau, ý là 5 điểm lên trên trung bình là được ấy rồi, vất vả đấy. Bảo chúng mày học thế đi sao quả quả nó lại bảo là 8 điểm là được rồi mẹ, thì làm gì phải 9-10. Nhưng mà bé này mà đã lơ là học sâu đến lớn cấp 2 càng lười. Cấp 2 ta thấy được mình cấp 3 khác lắm. Nên bố bọn đồng hành học kinh. Ừ. Không học bây giờ, không tiếp được.
giờ nó học Quỳnh mà giờ đi học tây một thế cô chả nghĩ cái ngày nào đó. Trước mệnh lệnh này nó thấy con tiên đi học lại phải đi học thêm không nghỉ được mình sợ đúng cái gì mới lại ấy là sao mình đuối luôn đó, không biết nó rút ngã lớp nó biết làm mình không biết làm ngã áp lực phải đi học bắt buộc mình lại học tốt cho mình là cho tương lai của mình như cái gì là lại cái đấy à, mình biết tí toán rồi có thể mình gọi toán nghĩ rồi tiếng Anh trao đổi với nhau ngu tất cả cái chó theo cái gì lại không ngày nó từ luôn vậy là mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.